Đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai, đàn ông luôn tin tưởng điều này và tận dụng chúng mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi làm chuyện ấy. Đây là ba điều đàn ông hay nói dối khi ở trên giường. Chị em phụ nữ cùng kiểm chứng nhé! Câu thứ nhất, anh không mệt một chút nào. Một trong những nỗi sợ hãi đáng thất vọng nhất của đàn ông là không thể khiến vợ thỏa mãn. Nhiều người đàn ông trước mặt vợ của mình không bao giờ chịu thừa nhận anh yếu, cũng như thừa nhận bản thân đang phải nhờ đến sự trợ lực của các loại sản phẩm tăng cường bản lĩnh trốn phòng the. Vì vậy, khi được hỏi anh có mệt không, anh ổn chứ, các ông chắc chắn sẽ tỉnh bơ, nói là không, anh khỏe mà. Tại mấy hôm nay thiếu ngủ quá, và dạo này chẳng qua là uống nhiều rượu bia cho nên mới như vậy thôi. Nói chung, cánh mày râu sẽ tìm đủ lý do hợp lý để ngụy biện và che giấu cho sự thực chưa đi đến chợ đã hết tiền, mà không dám thừa nhận anh đang bị yếu sinh lý hay kỹ năng tình dục kém. Là một người vợ, các chị em cũng đừng dại dột bóc mẽ lời nói dối này của các ông chồng. Ngay cả khi bắt gặp chồng lén lút tìm đến các dụng cụ hỗ trợ hoặc những sản phẩm tăng cường sức khỏe phòng the thì cũng đừng hoảng hốt và quy kết điều gì. Một số chị em khi thấy chồng sử dụng các sản phẩm tăng cường thì nghi ngờ chồng sử dụng sản phẩm này cho khỏe để đi phục vụ bổ nhí, tình một đêm bóc bánh trả tiền. Như vậy không chỉ ảnh hưởng đến tình cảm của hai vợ chồng mà sẽ khiến cho người đàn ông lo lắng, tự ti vì sĩ diện và sự hãnh diện của họ bị tổn thương. Hãy âm thầm tìm cách bồi bổ, động viên chồng để sớm khắc phục được chuyện này, cho chuyện chăn gối của hai vợ chồng không bao giờ bị trục trặc. Các cặp đôi có thể tham khảo viên uống tăng cường sinh lực cho nam giới Man Plus và Man Plus Gold với chiết xuất 100% từ thành phần tự nhiên như dâm dương hoắc, nhục thung dung, bá bệnh, bạch tật lê, sâm cau, ba kích, nấm tỏa hương, nhân sâm, đông trùng hạ thảo, hàu nhung hiêu đều là những thành phần quý hiếm giúp bổ thận, tráng dương, sinh tinh, bổ huyết, giúp nam giới cải thiện thời gian cuộc yêu sau liệu trình, có thể kéo dài thời gian lên 20-30 phút, ổn định khả năng cương cứng, không lo đang quan hệ cậu nhỏ bị xìu đi, rồi cái sức khỏe của nam giới phục hồi rất nhanh, tăng tần suất quan hệ. Và những cặp đôi nào đang mong con do chồng bị tinh trùng yếu, tinh trùng dị dạng, tỷ lệ tinh trùng sống thấp thì có thể sử dụng sản phẩm này để giúp cải thiện chất lượng và số lượng tinh trùng. Các chị em có thể liên hệ với Thanh Hương để được tư vấn, giúp chồng của mình lúc nào cũng sung mãn, khỏe mạnh, khẳng định bản lĩnh. Câu thứ hai, anh yêu em, chồng yêu vợ. Đàn ông luôn thì thầm nói anh yêu em, chồng yêu vợ lúc hành sự, nhưng trong lòng thực ra lại không nghĩ thế. Đôi lúc khi phụ nữ nghe được ba từ này vào thời điểm nóng bỏng, không có nghĩa rằng anh ấy đang thực sự hạnh phúc vì được đắm chìm trong tình yêu của vợ. Không phải tất cả, nhưng có trường hợp là như vậy. Các chị em có thể nhận biết thông qua dấu hiệu, tức là chồng chỉ trong lúc ân ái thì mới nói câu này. Còn lúc bình thường trong cuộc sống hàng ngày thì không thấy nói anh yêu em, chồng yêu vợ bao giờ. Đơn giản, đàn ông nói ba từ này vì cảm thấy đó là điều cần thiết để vợ cảm thấy mình được yêu, được trân trọng và yên tâm hơn mà thôi. Ngoài ra, câu nói này còn giống như một lời cảm ơn mà họ dành cho đối phương một cách thân mật, không khách sáo. Câu thứ hai, em đẹp quá. Đây là câu nói dối kinh điển của đàn ông lúc lên giường. Phần lớn, phụ nữ đều tỏ ra hơi ngượng ngùng khi bắt đầu nhập cuộc. Vì thế, câu khen ngợi trên hay bất cứ một câu nào tương tự như thế của đàn ông có thể với mục đích giúp chị em thoải mái, thư giãn và chủ động hơn. Bởi đàn ông không chỉ thích một người phụ nữ xinh đẹp, gợi cảm mà còn muốn phụ nữ bày tỏ ham muốn hay biết cách kích thích họ. Và họ nghĩ rằng những lời khen ngợi sẽ khiến phụ nữ tự tin hơn, mạnh dạn hơn trong việc khiêu khích hoặc sẵn sàng trải nghiệm những điều mới lạ cùng họ. Ngoài ra, khi đưa ra một lời khen ngợi, đàn ông cũng mong muốn nhận lại sự chú ý và những câu khen ngợi tương tự như anh tuyệt quá, hôm nay anh khỏe thế, anh thật tuyệt vời. Với hầu hết đàn ông, việc làm cho đối tác thỏa mãn là cách tuyệt vời nhất khiến họ cảm thấy mình đáng mặt đấng nam nhi. Vì vậy, họ rất cần lời khen của phụ nữ để biết mình đang làm đúng. Điều này sẽ khiến đàn ông cảm thấy hưng phấn và sung mãn hơn nữa ở trên giường.
Mặc dù đây là những lời nói dối kinh điển của đàn ông khi lên giường, nhưng các chị em có công nhận với Thanh Hương một điều là ai cũng thích được nghe những câu nói dối đáng yêu, dễ thương này không ạ? Thậm chí mà không có là sẽ sinh hờn giận, nghi ngờ đủ chuyện chứ chẳng chơi. Nếu như mọi người thấy video ngày hôm nay hữu ích thì hãy like và chia sẻ thật nhiều, đồng thời nhấn vào nút đăng ký cũng như biểu tượng quả chuông để ủng hộ Thanh Hương ra thật nhiều video hơn nữa. Và nếu có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào, hãy comment ở dưới video này, Thanh Hương sẽ tiếp thu và làm video giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!